Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay là ngày thứ hai của vòng quay kỵ binh nhé anh em. Và mình sau khi suy nghĩ rất là nhiều lần rồi, và mình sẽ quyết định quay con chỉ huy kỵ này và tối đa nâng mát nó nếu như mà mình gặp may mắn. Bởi vì ngày hôm đầu tiên ấy, mình có quay thử một số vòng ở những cái tài khoản khác thì nó hơi bị đen anh em ạ, hơi bị đen. Vì quay không ra được mốc 8 tượng, và nếu như có 10k game quay chưa chắc là đã đủ 10 tượng để chịu hồi đó. Thế nên ngày hôm nay mình sẽ thử nhân phẩm để xem như thế nào. Ngày hôm nay mình sẽ quay con Netkey và mình hy vọng là sẽ đủ 10 tượng để chịu hồi nó nhá anh em. Còn nếu không thì hơi đen thì cũng phải chịu thôi. Bây giờ mới có được một tượng Netkey thôi nè, hơi bị nhỏ đúng không anh em. Và sau khi suy nghĩ rất là nhiều thì mình quyết định là sẽ chơi Netkey. Bây giờ không chơi theo meta nữa, ạc này thì toàn bộ thôi, tướng bộ nhiều lắm đây đó. Nhưng mà sau khi mình quyết định là không thể chơi theo meta được anh em ạ, bây giờ cứ tướng nào mạnh thì chơi thôi. Rồi bây giờ mình có 15k game, hy vọng là sẽ đủ để chịu hồi. Đây Netkey ở vòng quay này thì nói chung là có nhiều lắm, Khan, Takeda, hầu hết là có một số con tướng Willy là xịn nè, hạng vũ xịn nè, Netkey là xịn, Yuan là xịn. Đặc biệt là hai con chỉ huy Nét với lại Doan là hai con chỉ huy bây giờ đang rất là hot bây giờ. Tuy nhiên là cũng không thể bỏ qua hạng vũ với Willy được. Nhưng nếu như mà anh em mới chơi chinh phạt lên mùa đầu tiên thì anh em nên cân nhắc giữa việc chọn Doan và Netkey. Tại sao lại cân nhắc với hai con này mà không phải là chọn Doan hoặc không phải là chọn Netkey? Bởi vì nó phụ thuộc vào mỗi cách chơi của mỗi người và mỗi anh em chơi một cụm kingdom khác nhau. Anh em chơi ở những cụm KVK mạnh thì mình nghĩ là anh em nên ưu tiên lên Netkey trước. Nhưng nếu anh em chơi ở cụm mà từ B đổ về, B, C, D, những cụm KVK xích thấp ấy, và nếu kingdom của anh em gọi là đánh nhau mà đánh phiêu nó không được lớn lắm, nó không được hoành tráng như những cụm kingdom xích A chẳng hạn, mình ví dụ vậy, thì anh em cũng có thể lựa chọn lên Yuan trước. Vì Yuan với Melmet làm một cặp đánh on field rất là khỏe. Melmet bây giờ đã được boost thêm rất là nhiều những cái chỉ số tăng rồi, thế nên anh em đánh on field cực khỏe. Thêm một cái nữa là Yuan khi mà đánh on field thì nó sẽ spam skill rất là nhanh. Thì chính vì như vậy cho nên là mình nghĩ nó cách lên tướng nó phụ thuộc vào mỗi lúc nữa. Tại sao hạt này mình không lên Doan trước mà mình lại lên Netkey trước? Bởi vì mình cái hạt này mình đang quay là ở bên 18-18, mà 18-18 thì thường là đánh những cái cụm KVK shit nó cao. Bây giờ là shit A rồi. Chính vì vậy là mình quyết định chơi chắc kèo này, mà đã chắc kèo thì phải chơi Netkey nó mới chắc kèo được. Doan thì nó không chắc kèo lắm. Doan đánh shit thấp thì ok, bởi vì một cái hạt kia mình cũng đã quay Doan cũng mát Doan rồi đánh shit thấp. Mình thấy rất là hiệu quả khi mà đã nôn phiêu kiếm được khá kill đấy. Rồi bây giờ với 15k game mình có đủ 10 tượng để chịu hồi Netkey không nhá anh em? Chỉ cần một lần một tung 8 chọc là coi như đủ chịu hồi rồi. Cái này miễn phí 50% quay luôn. Thật ra nếu ngày mai nó còn một lần miễn phí và một lần giảm. Trời ơi, quá kinh anh em ạ. Mới chơi một phát mà vừa nói xong là được 8 chọc chịu hồi, dã man ngon ngan thật. Đúng là ảo ma Canada rồi anh em. Ảo quá ảo rồi. Đẳng cấp nhân phẩm nó có khác đúng không anh em? Cứ sợ 15k game xui là không đủ. Bởi vì hôm trước mình có quay mấy thử mấy ạc rồi thì nó lại không đủ anh em ạ. Cứ khoảng một tung mà đánh xoáy 3k6, 3k6 game mà đánh xoáy 2 phát mà không đủ để 10 tượng để chịu hồi. Thế mà hôm nay hên vãi. Thôi đang hên thì quốc tiếp phát 3k6 cho nó xem nào. Rồi 8 chọc phát nữa này. Rồi được thêm chọc ngon quá rồi. Tuyệt vời. Hơi đen tí thôi nhưng mà nó bù lại cái phát kia một tung được 8 chọc là ok rồi anh em ạ. Đủ tượng chịu hồi rồi đấy. Nhưng mà mình sẽ quay 3k6 nữa đi. Đường nào cũng mát đúng không anh em? Để ngày mai nó lỡ cỡ quật luôn cho nó máu. Không, tung 8 chọc cho nó máu. Rồi cũng ok chứ, 3 chọc nét này anh em. Tính ra 1k2, 1k2 một chọc là cũng ok rồi. Rồi 5 chọc nét kỳ. Thật là tuyệt vời. Rồi còn bây giờ thì 19 chọc anh em ạ. Quá ngon đúng không anh em? Nãy có được một chọc thôi, tính ra quay được 18 chọc, thêm mấy chọc cam mình như 1-2 chọc nữa, 9-20 chọc, quá ngon rồi. Work.
Này mà không mát thì mát gì nữa anh em. Alexander. Rồi bây giờ mình sẽ nâng level 60 cho nó luôn nhé anh em. Sắt với tượng đèn ánh sao thì mình nhiều vô kể. Nên là cứ con nào với lại nét cây thì thường là anh em sẽ đánh chính, thế nên là cứ nâng mát level 60 thôi anh em. 3.400 sao rồi nâng 4-5 con, một con trung bình khoảng 600 sao, nâng thoải mái luôn. Nói chung là cái sao này nó chỉ thiếu khi mà anh em chơi cái giai đoạn đầu game, về sau thì dư nhiều. Bởi vì về sau anh em có nạp nhiều đâu mà có nhiều tướng để mát, chính vậy là cái sao này nó sẽ dư nhiều. Cái này chỉ cần tiết kiệm cái giai đoạn mà anh em mới chơi ở đầu game ấy, thì anh em cần phải tiết kiệm, nâng con nào phải nâng tính toán cho kỹ, chứ không là anh em sẽ thiếu sao để nâng level 60. Một con tướng mạnh là một con tướng yêu cầu phải có level 60, bởi vì nó còn ảnh hưởng đến những cái điểm tài năng cộng ở trong đó nữa nhé anh em. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 600 ngôi sao nhỏ. Nói chung là bữa giờ cũng hóng con này lâu rồi đấy, cũng thích mát này lâu rồi vì thấy anh em người ta đánh cháy quá. Đánh đập phát nào đau phát đấy, đau rõ ràng luôn, nó đập đau cực kỳ, thế nên là cay quá anh em ạ. Mặc dù là mình cũng có ý định là lên một con tướng bộ nữa, nhưng mà thôi, vì đánh bộ nhiều quá mình cảm giác thấy nó không có đủ đam để đánh. Tại sao mình cảm giác thấy là bởi vì những lúc mà mình spam địch ấy, địch nó rút máu cực kỳ chậm, có nghĩa là nó không có sốc đam nhanh được, cho nên là đánh phải kẹp thêm một cặp kỵ nữa, mình nghĩ là nó sẽ tối ưu hơn. Hạng vũ với Willy thì bây giờ lên thì nó cũng hơi trễ, chính vậy là những anh em mới chơi mà mới chinh phạt mùa đầu tiên mà chưa có cặp kỵ nào thì anh em nên ưu tiên nét với Doan trước nhé anh em. Hàng vũ Willy thì chắc là để sau này biết đâu nó ra kỵ mới nữa, cho nên là đã lên là lên một cặp nét với Doan đầu tiên trước. Con nét này thì anh em cũng có thể tách ra kẹp rất là nhiều tướng cũng được, nó kẹp với con tướng kỵ nào cũng được hết. Gần được 60 rồi đấy, tính ra thì cũng nhanh. Rồi up level thôi, quá tuyệt vời mặt trời. Rồi mình đã có level 60 để mình mở cho anh em xem nó tốn bao nhiêu sao nhé. 620 sao, nhiều khi mở hên hên thì nó sẽ ít hơn một chút. Còn ai sách kinh nghiệm nè. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ nâng kỹ năng cho con Netkey này. Tính ra là mát một con tướng thì anh em sẽ mất 700 tượng, nhưng mà bởi vì thông thường là anh em người ta hay nói 690 tượng là bởi vì anh em không tính 10 tượng triệu hồ nhé anh em. Còn nếu chuẩn của nó là anh em phải mất tới 700 tượng lần. Con này nếu mà anh em chưa đủ tượng thì anh em nâng theo thứ tự nhé. 5 1 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1. Đó, cứ vậy mà nâng thôi. Nếu như anh em không đủ tượng, còn ở đây mình đủ rồi thì mình cứ vậy mình mát thôi anh em. Kỵ mình sẽ đánh là kỵ T4 chứ không phải kỵ T5. Thế nên là với lại 18-18 thì đánh chết A nữa, thế nên là mình quyết định lên Netkey trước. Đánh một cặp. Cặp nào thì lát nữa anh em mình xem nhé. Mát cho nó uy tín. Đánh bao mùa rồi, không mùa nào đủ 20 MQ rồi nè. Yếu vãi rồi trường. Cầm ba đầu bộ đi spam người ta mà thấy người ta không xuống máu luôn. Rồi, như vậy là mình đã mở khóa chuyên môn của Netkey. Thức tỉnh thành công cơn bão mùa đông. Sát thương tấn công thường nha đội quân dẫn đầu chữ này tăng 5%. Có cơ hội
10% cơ hội tăng sức khỏe của đơn vị kỵ binh thêm 30% trong 3 giây. Ồ, nhưng lúc mà nó được tăng thêm 30% máu đó thì máu kỵ khỏe cỡ nào đúng không anh em? Kích hoạt 5 giây một lần thì nhanh ấy chứ đâu có chậm đâu. Rồi, level 60 nha. Còn bây giờ mình sẽ xem thử về cây tài năng của nó nào. Cây tài năng cho Netkey. Đây. Cứ kỹ năng thì cộng cái này đã đúng không anh em? Xét thương kỹ năng tăng 200 trong 6 giây tiếp theo. Đây. Cái này luôn. Điểm này mà anh em kẹp những con kỹ năng ở phía sau là cũng khá là ok nè. Rồi, mình sẽ nâng cái điểm cộng giảm sát thương kỹ năng nhé. Mình còn dư 4 điểm. Rồi mình còn dư 4 điểm, mình sẽ cộng cái điểm này nhé anh em. Một cái điểm mà mình thấy cũng khá là hay nè. Tấn công bình thường của đội quân có 10% cơ hội tăng tốc độ đội quân 5% trong 2 giây tiếp theo. Có nghĩa là khi đánh on field thì anh em sẽ có cơ hội được tăng tốc. Tăng sức khỏe kỵ lên 1%. Rồi. Cơ bản mình sẽ lấy cây tài năng như thế này. Không chọn mát nổ nha anh em, mát nhánh kỹ năng mà mình sẽ chọn cái điểm này để đánh on field. Mình nghĩ điểm này đánh cũng khá là khỏe, anh em cũng có thể tham khảo cây talent như thế này. Có nhắc nhiều cách lên talent ảnh hưởng đến cái việc cách đánh của anh em cũng như là cái cách kết hợp tướng. Nhiều anh em thì sẽ cộng cái cục nổ đỏ đó, nhưng mà mình thì mình lại thích cái điểm này, tùy vào cách chơi mỗi người nữa nha anh em. Rồi ok, như vậy là mình đã có một cây tài năng cho Netkey rồi, nhưng mình không có ghi anh em ạ. Mình sẽ bỏ ghi con Sala, mình đang có con Sala và một cặp mình đánh on field nó sẽ là Netkey với lại Sala nhé anh em, chơi cho nó chắc kèo anh em ạ. Như mình đã nói rồi, mình chơi cho nó chắc kèo, chính vậy là mình sẽ đánh Netkey với lại Sala. Rồi, Yuan thì mình sẽ lên sau, mình sẽ lên Yuan sau. Đây là một cặp mình sẽ đánh Net với Sala. Nhưng cặp này thì nó cũng không chắc chắn là nó sẽ không tối ưu bằng Net với Yuan rồi, cái chuyện nó là hiển nhiên nha anh em. Nó cũng không sẽ tối ưu bằng Net với William, cái chuyện này nó cũng là hiển nhiên luôn. Nhưng mà mình nghĩ cũng khá là tốt khi mà bởi vì đánh chip A thì T5 khá nhiều, trong khi đó mình thì đánh kỵ T4, thế mình nghĩ là kẹp Salah thì nó sẽ có được một cái chỉ những cái chỉ số phòng thủ nó khá là tốt nè. 20% phòng thủ, tốc độ hành quân nè. Thêm một cái nữa là giảm sát thương kỹ năng, giảm sát thương phản công các thứ từ Salah thì mình nghĩ cũng khá là tốt. Cặp kỵ này sẽ khỏe hơn, nói chung là đánh on field sẽ bớt bị xuống máu hơn. Còn đội hình thì mà anh em chọn đội hình tam giác thôi. Đội hình mình thì nó cũng Sida đó anh em ạ, không có cái nào ra hồn đâu. Đội hình tam giác thôi, mình coi nè. Ôi không có cái nào luôn anh em ạ. Công kỵ, máu kỵ, thủ bộ, vũ trang là giá man rồi anh em. Ok, cứ lấy đi, tính sau. Công kỵ, thủ kỵ, sức mạnh kỵ. Ở cái này cũng được này. Ở này ngon này, có thêm cái minh văn cũng ok nè. Thủ kỵ 1.3 mọi thiệt hại. Công kỵ, thủ kỵ, mọi thiệt hại 1.2. Lấy cái này đi. Nói chung minh văn thì phèn lắm anh em ạ. À, vũ trang vậy. Rồi, không có cái gì luôn trời. Hành quân cung bộ. Đang cung với bộ không vậy? Thôi lấy cái này đi, để lấy thêm, lấy cái minh văn xét thương kỹ năng 1.5 này. Rồi, vũ trang này phải gọi là best game rồi. Vũ trang của mình phải gọi là best game rồi anh em ạ. Những cái vũ trang dã man thật. Hành quân kỵ, thủ kỵ. Hành quân kỵ, trời ơi cái vũ trang. Thủ kỵ, hành quân kỵ. Vũ trang đúng best game rồi. 2.2.2, không bằng 4 cây vũ trang mà chắc nhiều khi là không bằng một cây vũ trang của người ta nữa rồi. Thôi kệ, có gì chơi nấy. Gear thì mình sẽ lấy gear con Sala thôi, thì chắc nó là gear tím thôi anh em. Chưa có một cái vũ trang, chưa có một món trang bị cam nào hết đấy.
chắc phải đợi vòng quay quay rồi. Quả này hơi lâu. Đấy, chuẩn bị thứ nhất là VIP yếu nè, thứ hai là không nạp tất nè, thứ ba là đánh xích A nè. Đó, thế nên là mình quyết định là lên con Netki trước chứ không phải là Yuan trước. Nó nhiều lý do lắm anh em ạ. Thế nên là lên tướng nó phụ thuộc vào cách chơi, tùy mỗi cách chơi mỗi anh em nữa. Để anh em lên tướng chứ không phải khi nào cũng giống như người ta được, đúng không anh em? Thấy chưa? Ghia thế này mình đánh xích A thôi. Khóc thét rồi anh em. Rồi. Thôi thì cũng được, thỏa mãn đam mê. Xem đập đâu nè. Nói chung cặp này là mình nghĩ đánh đâu phiêu khỏe châu đấy. Bởi vì mình cũng đánh thử một cái ạc bên 1871 đánh thử cặp này rồi. Tuy nhiên là để mà xịn thì nó sẽ không ngon bằng Yuan với lại mà Willy được. Cái chuyện đấy là hiển nhiên. Lát game thì mới ghê. Úi trời, kẹp Sala làm chậm thì cũng ngon phết đấy chứ anh em. Nhưng mà lên cặp này thì mình cũng có một cặp chạy pháo đài uy tín đấy anh em ạ. À, chứ không lấy bây giờ lên trên phạt rồi chạy pháo đài, chạy Sala cao cao đúng anh em. Chạy nét cao cao. Chạy pháo đài nét cao cao khá ok. Có cao cao mát sẵn rồi, uy tín. Mở ra ly pháo đài nó cũng đỡ phèn anh em ạ. À, không là nó phèn lắm. Đây có cao cao mát, mở khóa bảo tàng cái thứ nữa, chạy pháo đài gọi là cực chuẩn luôn. Rồi ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã nâng mát Netki cũng như là một số cái chia sẻ của mình về con chị Huy này. Và lý do tại sao mình lại chọn con chị Huy này thì mình cũng đã chia sẻ với anh em ở trong video rồi. Net thì anh em cũng có thể kẹp bất kể một con kỵ nào cũng được. Nhưng mà tối ưu nhất thì nó sẽ là kẹp với Yuan hoặc là hạng vũ Netki. Bây giờ thì ít ai đánh hạng vũ Netki, người ta sẽ tắt hai con đấy ra để đánh rồi. Thế nên là Net với Yuan hoặc là Net William thì nó sẽ vẫn là tối ưu nhất ở trong cái trò chơi này, chứ không phải là Net với Sala đâu nhá anh em. Tuy nhiên là mình không có và mình cũng đã giải thích tại sao mình lại đánh nét với Sala rồi. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.